Một đống luôn, quá trời quá trời. Suốt nó đẻ gì đâu luôn á mọi người. Hello cả nhà ơi, hôm nay thì mời cả nhà cùng hái rau của Thi nữa nha. Thì ở cái vườn của Thi hiện tại thì nó có rất là nhiều đậu que trong nha cả nhà, cho nên nó là Thi sẽ, trời ơi, hôm nay là Thi sẽ tranh thủ hái hết đậu que luôn nè. Tại vì á, Thi định nó là ăn tới đâu hái tới đó, mà mình để một lần cái nó già mọi người ơi. Ôi ôi quá trời mọi người, cái này không ai cầm cái máy cho Thi, họ là Thi hái nó rất là nhanh đây. Trời ơi thấy chưa, để không, cái loại này là cái màu nó như này chứ không phải nó già nha. À, năm nay họ năm nay là Thi trồng ở trước á, cho nên nó là nó tốt mọi người. Ở trước là đất rồi nó màu mỡ hơn, nó rất là tốt luôn ha. Đây, ô đẻ quá mọi người. Ôi trời, ô đây nè, đây ẻm đây. Trời ơi mọi người thấy không, một chùm luôn nha. Đây, đây nè họ. Dạo này Thi bận quá mọi người ơi, Thi đi làm á, xong rồi cái không có rảnh, cứ lâu lâu ra là thấy nó một mớ luôn nè. Để cái máy ở đâu Thi hái đó coi. Thấy trời quá đất nè, đi làm về mọi người, xong tranh thủ ra hái với để hoài ngày nữa cái nó già nha. Cái này vô mình lặt xong mà mình luộc quơ sơ qua rồi mình cắt tủ lạnh á, mình để dành mình ăn, cái này thì già nè, cái này nó bọng nè. Còn cái này mình rờ mà nó cái ruột nó chưa có bọng thì nó không có già ha. Đây nè, xuống kéo xuống này. Trời ơi có ai cần cái máy cho tôi. Trời ơi má tốt mọi người ơi, cái này là phải chưa già nha mọi người, nó chắc nụi ở trong nè. Khi nào mình cầm mình nó lúc úp sộp á thì nó già á. Đấy, đẻ sợ mọi người, bất luôn chứ giờ sao, không ai cầm dùm cái máy hết trơn á. Nông dân ngày hôm nay cũng học hành rồi, đuối sức rồi không có làm. Để cái máy ở đâu ha, để cái máy thì xe trên không mọi người không có thấy rõ được, nhưng mà họ thì không có cầm được mọi người ơi, để dễ sợ luôn. Hôm nay là quất sạch luôn, quất sạch luôn cái vườn. Trời ơi tiếng mê quá mọi người ơi, mê quá mê luôn rồi. Cái này họ mình có tủ lạnh á, cấp đông á mọi người, thì mọi người hái ha, xong bắt đầu mình lạc hết đây, mình luộc cho nó sắp que đi để ăn nó khỏi phải đau bụng sống á, xong rồi mình bỏ cấp đông ha. Bỏ cấp đông khi nào mình ăn thì mình lấy ra mình luộc lại. Ở đây họ ăn là không có xào như mình mọi người, họ luộc không à, luộc xong rồi nêm nếm một nêm vô. Trời ơi quá trời quá trời quá trời quá trời. Sắp đầy cái vỗ, cái rổ nè mọi người ơi, quá trời luôn nha. Hái cái chỗ này thôi mà nó đầy luôn đấy, chứ đi đâu nữa. Trời ơi đã quá, cái gì mà đã luôn. Coi như là đậu que thôi, vài bữa nó là su su nó lên. Trời ơi là trời, coi nó nằm một đống ở trong đây. Đống luôn, một đống luôn, quá trời quá trời. Suốt nó đẻ gì đâu luôn á mọi người. À,
Cái nồi tím vậy chứ khi mình luộc thì nó ra màu xanh ha. Này, trời ơi, nhiều quá. Để tay ghê. Cái này vô luộc xong rồi giả chén xì dầu. Tỏi. Đường tỏi chanh. Quất nó phê luôn. Nó nhét ở trong này rồi. Nó nằm lục cục trong đây luôn mọi người ơi. Thì muốn xỉu với nó luôn. Đây một đám móc ra. Bây giờ là giật đến luôn rồi. Lúc không có thì năng niu nha mọi người. Lúc có rồi chứ không năng niu. Giật đại luôn. Đây, trời ơi, cái chỗ này. Hôm bữa trước thì hái nó còn non mọi người. Cái trái nó bự vậy đó nha, chứ mà nó non. Hôm nay thì một tuần sau quay lại để về. Công nhận lớn nhanh như thổi á. Đây, để dễ sợ luôn. Trời ơi mọi người ơi, coi nè. Để dưới sòn, nhiều rồi nha. Mới có bắt đầu thôi mà nhiều quá trời rồi đó. Để xe chịu được. Trời ơi, má ơi. Trời má. Quá trời. Quá trời quá đất rồi. Ôi ơi, xe mà ăn hết đây mọi người. Để dễ sợ luôn. Cái này hả? Nó nhét ở trong đây mọi người quá trời luôn. Trời ơi, ăn sao mà hết ta. Ăn sao hết đây. Hái cho nó có chỗ cho mấy cái khác nó lớn nữa. Thì đỡ cái mũ lên mọi người. Để con này nó rớt lên cái đầu tóc của Thi thì sợ sâu bọ nó rớt lên. Giờ chiều à. Trời ơi. Trời ơi mọi người ơi. Để dễ sợ. Cái này là mới bắt đầu nha. Mới bắt đầu đó. Chưa có hái hết rồi mọi người. Dễ sợ không. Bây giờ ra khúc sau hái cà chua với Thi nha. Đây ở sau cà chua thì có một vài trái chín nha mọi người. Đây. Cái loại này á, màu tím nha, nhưng mà Thi không biết là ở bên trong nó đã chín chưa. Thấy có vẻ như nè, nó còn cứng lắm mọi người. Đây, thấy mọi người thấy đẻ không? Khúc này thì chưa có nhiều trái chín ha. Có một quả trái này nè, hái luôn nha. Để vô úi cho nó chín, để có ốc sên lụm của Thi sao.
Đây. Trời ơi, nó héo quẹo luôn mọi người ơi. Đây. Để cho sợ không. Quá trời rồi, tới cái mùa cà chua. Ăn không hết nha. Trời tối rồi, hái nhanh để con nó tới trôi vô cái một bầy đã để dữ sợ mọi người. Ốc sên á, ốc sên nó lên nó ăn đó. Xong nó ỉa ra đây nha, đây đây ngay nè, đây là cái răng trắng của nó đó. Ví dụ như nó ăn mà nó lịch sự á thì không không có tức nha. Ví dụ như nó ăn xong rồi nó chọc tức mình nó, nếu mà tao ăn rồi của mày đó. Xong nó ỉ ra. Ỉ ra cho mình dọn cho nó. Nó này héo dễ sợ luôn á. Mùa lạnh thì rất là lạnh, mùa nóng thì cứ cay hoài mà nó vẫn héo. Bí của Thi nè, nó leo lên trên đây, mọi người hy vọng là nó không có qua bên hàng xóm hả, để cho hàng xóm ăn vốn nha. Đây nè, hai bà bí của Thi nè, đổ mà ra để sợ đổ để ghê chưa không. Bên đây có em nữa nè, nó nở ra rồi mọi người. Cái loại này đó là cái loại mềm ha, chỗ còn bên đây là có mấy cái chị đầu que ở đây nè, này đủ cho ốc sên nó lụm. À đây là cái khu vườn nhỏ phía sau nhà Thi ha. Trời nó nóng á, nó sát sát cho cái da mình á, phải mặc áo khoác chứ không là cái da mình nó cảm giác như nó bị rát á mọi người. Đây mọi người ăn cái Thi nè, đậu que mình cà chua mình tự trồng ha. Những giọt mồ hôi. Lâu lâu vậy. Rồi. Hát bao nhiêu đây thôi mọi người. Tại giờ trời tối rồi. Thi làm cho xong rồi Thi đi tưới cái mớ cây nữa. Rồi cái cây bông này của Thi nè, nó tốt dễ sợ luôn. Đó, mọi người thấy đẹp sao? Khoe thành quả của Thi. Thành quả hôm nay là hái cà chua với lại đậu que thôi, tại vì trễ quá rồi cho nên không có hái được nhiều. Rồi sau hái tiếp ha. Đây đây là thành quả của Thi. Tại hồi nãy nó nhiều quá rồi mọi người. Nhiều quá thì sẽ sớt nó bớt á, tại vì nè, đó. Quá trời luôn. Để cái đây là Thi mới hái một nửa nha. Còn phía bên trong nữa là hôm sau Thi hái, thì giờ trời cũng tối rồi cho nên là Thi tranh thủ Thi tưới cây cho nó xong nha mọi người. Thì cái video của Thi nó cũng dài rồi, Thi xin tạm dừng tại đây. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thi. Mọi người thân Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký cũng như thả nhớ cái comment của bác cho Thi ha. Thi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.